và chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với channel của phạm Thánh biên và tối hôm nay tối thứ hai như thường lệ thì bản tin giá vàng đi về đâu sẽ lại tiếp tục lên sóng để chia sẻ cho nhà đầu tư trên thị trường tài chính quốc tế là người việt nam đang sinh sống tại việt nam và tất cả các nước trên toàn cầu ở những bản tin lần trước thì tôi cũng phân tích rất là kỹ bức tranh chung đặc biệt là tối thứ sáu có một cái bản tin có cái video tôi chia sẻ live stream trực tiếp trên kênh youtube đó là cách giao dịch năm paperon hiệu quả nếu anh chị em nào mà chưa xem cái video đó thì có thể tìm lại phía trước của cái video này trên kênh youtube của phạm thành viên để có thể xem lại cái video uh, cách giao dịch nanpaveron hiệu quả ở trong đó thì tôi nói rất là các cái chỉ số liên quan đến các cái thông tin liên quan bản tin và làm thế nào để biết được đâu là một bản tin tốt đâu là một bản tin xấu cho đồng đô và cái bản tin của tuần trước tối thứ sáu tuần trước đó là một bản tin rất là tốt cho chỉ số chung của nền kinh tế nước mỹ và nó đã làm cho chỉ số đô la index tăng điểm và khi thị trường mà đồng đô la index tăng điểm thì làm cho hàng hóa và tất cả những cặp tiền tệ liên quan đến đồng đô la index bị tác động ngay lập tức và ở trong cái video lần trước thì tôi cũng có chia sẻ cái phương pháp các cái dao động của thị trường liên quan đến bản tin Navabiron liên quan đến giá vàng và có một vài cái chiến lược hết sức là cụ thể tôi đã chỉ cho anh chị cách mà có thể giao dịch ở trên thị trường kiếm được tiền và trong ngày hôm nay thì chúng ta cùng theo dõi tiếp tục xem là cái ảnh hưởng đó của bản tin đó nó tác động lên thị trường như thế nào anh chị nhé Và bây giờ chúng ta cùng nhìn lên đây Ở trên màn hình của anh chị đang đây là đang là chỉ số đồng đô la index của đồ thị D1 Và cái ngưỡng 92.1 điểm chỉ số Đang được giữ vững Từ bản tin đến giờ Và làm cho gì Cái bản tin vì là bản tin là làm cho đồng đô la index này tốt Bản tin tốt Hôm đó là cái chỉ số Thu nhập bình quân theo giờ Là tăng Và thứ hai là chỉ số thất nghiệp giảm Làm cho chỉ số này nó đang có xu hướng phục hồi từ 92.1 điểm chỉ số hướng lên đến 93.48 tôi gọi là 93.5 đi và khi ngưỡng này cái 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 ngưỡng 93.5 này giá nó đứng trên đây thì nó sẽ hướng tới đến cái anh B này Đó. tóm lại là gì cái khu vực ngắn hạn bây giờ là cái khu vực mà giá điều chỉnh phục hồi từ A đi lên B sau một nhịp dài là chỉ số này giảm điểm thế vậy khi mà cái chỉ số đô la index tăng trở lại như thế này thì sẽ có cơ hội gì? Ở trong cái buổi, kết thúc cái buổi live stream tuần trước thì tôi có chia sẻ cho một nhóm nhỏ Anh chị em đang là học viên của chương trình của tôi Tôi có chỉ cho anh chị một vài cái cách thức uh, hoán đổi để có thể gia tăng được lợi nhuận ở trên thị trường Đặc biệt là những anh chị em nào đang đầu tư trên thị trường tài chính quốc tế Có một vài cái chiến thuật hoán đổi khi anh chị rút lãi về Đó là một trong những cái chiến thuật hết sức là thú vị Nếu anh chị em mà muốn nghe lại cái chiến thuật đó thì có thể comment ở dưới video này Tôi sẽ gửi lại cái đường link cho anh chị để anh chị hiểu thêm về cách các chiến lược về thông minh về tài chính. Rồi, chúng ta cùng nhìn lại trên màn hình đây đây là cái giá vàng trong nước, giá vàng SJC, giá vàng miếng trong nước được cập nhật vào lúc 2 giờ chiều. Thế vậy là nhìn cả chiều mua vào lẫn chiều bán ra thì đang có chiều giảm. Đặc biệt là chiều bán ra đang giảm 1.500 uh, xin lỗi, đã có chiều giảm là 150.000 uh, so với ngày hôm trước. Đó và chiều bán ra, chiều chiều mua vào của các cái cửa hàng cũng giảm so với lại phiên trước là 50.000, làm cho cái chênh lệch giữa mua vào và bán ra nó giảm xuống còn bây giờ như bây giờ đây còn lại là cỡ khoảng uh, hơn 800, khoảng, khoảng 800 000 đồng một lượng. Và chúng ta nhìn trên đồ thị phía dưới là cái giãn cách giữa giá mua vào và bán ra nó đang thu hẹp trở lại. Nhìn chung, giá vàng miếng trong nước theo cá nhân tôi nhận định trong thời gian ngắn tới đây là sẽ có nhịp điều chỉnh giảm. Và bây giờ thực tiễn nó đã vẫn đang giảm. Nhớ chị em đang theo dõi cái kênh youtube của tôi thì khoảng 5-70 tập gần đây thì tôi liên tục có những cái chia sẻ là khuyến nghị nhà đầu tư nếu như mua vào vàng miếng thì hãy đứng ngoài chờ cơ hội nó thấp hơn còn lại nếu như mua bây giờ nó sẽ rất nhiều rủi ro bởi vì cứ mỗi hôm nó giảm một chút mỗi hôm nó giảm một chút mỗi hôm giảm một chút tại sao nó lại như vậy là chúng ta cùng nhìn lên trên đồ thị của giá vàng quốc tế trước khi bước vào đồ thị của giá vàng quốc tế thì chúng ta cùng nhìn đến đây đây là đồ thị của giá và giá dầu hay còn gọi là vàng đen à, như nhiều bản tin gần đây lần trước thì có những tập thì tôi còn khuyến nghị nhà đầu tư đứng ngoài thị trường đối với thị trường giá dầu khi mà giá nó cứ loanh qua loanh quanh cái ngưỡng 42.5 đến 43 đô một thùng đó và tôi vẫn nhận định ở trong tất cả các video gần đây tôi vẫn nhận định đây là T1 rồi thì nó có sẽ nhịp giảm về L1 Nếu anh chị có thể muốn xem lại các lịch sử bài phân tích của tôi thì cứ tìm lại trên kênh YouTube này có những cái bài phân tích về giá dầu của tôi còn lại trong ngắn hạn thì tôi vẫn đang nhận định là giảm từ 45 40.5 này về ngưỡng là 34.5. Còn khi mà nó gãy qua ngưỡng 34.5 đô la một thùng này thì nó sẽ về ngưỡng thấp hơn, có thể là về 20 đô la một thùng hoặc 25 đô la một thùng. Đó, thì để cho anh chị em nắm được các cái diễn biến. Mọi người hãy cập nhật những bản tin liên quan phân tích giá vàng đi về đâu. Trong những bản tin đó nếu như mà có sự biến động về giá dầu, tiếp tục tôi lại nhận định và cập nhật cái xu hướng. Và ngày hôm nay, nội dung tiếp theo chúng ta cùng đi đến giá vàng đi về đâu của trên thị trường tài chính quốc tế. À, trước tiên trước khi vào đồ thị ngắn hạn à, trong tuần này và trong một hai phiên tới thì tôi muốn anh chị nhìn trên biểu đồ của giá vàng trên đồ thị tuần trên đồ thị tuần anh chị nhé đây phóng gần một chút đấy thế vậy nếu như anh chị mà đã học cái chương trình huấn luyện của tôi candlestick trading có nghĩa là gì những cái kiến thức liên quan đến đồ thị nến nó rất là hữu hiệu cho anh chị là nhà đầu tư mới tham gia thị trường nó cũng đặc biệt hữu hiệu cho những anh chị đã từng tham gia thị trường mà chưa có hiệu quả thì trong cái chương trình huấn luyện của tôi liên quan đến Candlestick Trading có là các kỹ thuật liên quan liên quan đến nến Thì trong đó thì những anh chị em nào đã học cái chương trình CT1 đấy rồi Thì anh chị rất hiểu là cái cụm, cái cụm, cụm mà nó đang hình thành đây Là cụm giảm tiếp diễn Anh chị nhé Và nhiều video gần đây thì tôi được phân tích đều chiếm Cái xu hướng bán là xu hướng chủ đạo Thế vậy là à, Chúng ta cùng nhìn cụ thể các cái mốc giá ở trên đồ thị này à, Ngắn hạn trong tuần này Trong tuần này nhá Thì cái ngưỡng 1947 sẽ là điểm chuyển giao. Nếu như giá trong tuần này đứng dưới ngưỡng 1947 thì xu hướng giảm là chủ đạo và giảm có thể về tới ngưỡng 1860 1859. Còn chỉ khi giá đứng trên ngưỡng 1947 thì nó mới có cơ hội tăng trưởng trở lại và ngưỡng gần nhất đó là ngưỡng 1980 hoặc có thể cao hơn. Đó có là trong tuần này, trong ngắn hạn trong tuần này thì cái ngưỡng 1947 là ngưỡng hết sức quan trọng. Tại sao lại như vậy? Và bây giờ chúng ta hãy nhìn vào đồ thị ngắn hơn trong một hai phiên và trong tuần này xem cơ hội nào chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận. Ok. À, trên ngắn hạn thì chúng ta biết được rằng là từ T1 xong rồi thì nó đang có xu hướng về L1 tít mù dưới này và trên đường đó nó đi gặp A lớn, sau đó lên B lớn và xuống C lớn và cái đoạn này đang là đoạn đi về A lớn. Và chúng ta cùng nhìn thấy giá đứng dưới ngưỡng 1947 thì nó sẽ về ngưỡng đây là 1931 rồi và tiếp theo ngưỡng này đó là 1910 còn gãy 1910 thì nó về ngưỡng rất là thấp còn chỉ khi đứng trên 1917 thì nó mới có thể tăng trở lại 1980 và 1992 và có một điều đặc biệt bản tin sáng sớm nay thì chúng tôi cho cái một cái chiến lược đó là bán ở cái vùng là giá là 1941 và tích profit ở giá ngưỡng giá là 1931 và tất cả 5.000 anh em đã kiếm được lợi nhuận ở trong buổi tin bản tin sáng nay đến trưa nay đã tích profit rồi còn đêm nay tối nay là phiên Mỹ à, thị trường nghỉ làm việc Chính vì vậy cho nên là anh chị hãy cẩn trọng nó chỉ làm việc đến cả thị trường nó chỉ làm việc đến khoảng 11 giờ thôi là nó kết thúc bởi vì 11 giờ là kết thúc cái thị trường châu Âu còn lại phiên Mỹ là mức 19 giờ 30 là không có phiên Mỹ trong tối nay như bình thường thì bây giờ vẫn đang là một giờ mùa hè và phiên Mỹ mở cửa vào lúc 19 giờ 30 nhưng tối nay đó là giờ 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 nghỉ lễ cho nên là thị trường Mỹ tối nay sẽ ít biến động hơn so với các thị trường khác nhưng xu hướng chủ đạo trong tuần này trong ngày nay ngày mai thì xu hướng chính cá nhân tôi vẫn nhận định đó là chiếm thế thượng phong đó là xu hướng bán vậy chúng ta sẽ cần phải tìm ra các cái vùng hội tụ kháng cự, vùng hội tụ kỹ thuật và ở đây cụ thể là hội tụ kháng cự để chúng ta tìm điểm vào thị trường. Và ngắn hạn ở đây vẫn là cái nhịp ngắn hạn vẫn là dưới ngưỡng 1947 để cho chúng ta điểm vào thị trường và bán về ngưỡng 1931 và 1910. Trên đây là tất cả những bản tin phân tích của tôi ở trên thị trường quốc tế, thị trường trong nước và đặc biệt là những cái thông tin cập nhật bên lề. À, kính mong quý chị nhà đầu tư bấm đăng ký kênh để theo dõi tất cả những bản tin khi tôi phát sóng được nhận được thông tin sớm nhất từ phạm thành biên. Kính chúc nhà đầu tư có một tuần làm việc hết sức là hiệu quả kiếm được nhiều tiền. Xin chào hẹn gặp lại tất cả quý anh chị ở các bản tin phân tích giá vàng đi về đầu tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ từ phạm thành biên. Hãy bấm nút phía dưới bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của phạm thành biên. Sau đó bấm vào nút hình quả chuông. Vâng bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất phạm thành biên. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.